giả đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng chúng tôi đến với chương trình thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự biên thảo, qua sự soạn thảo của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông. Vâng, kính chào tái ngộ của Miley và tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Dạ vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, vào thứ bảy tuần rồi khi chúng ta thực hiện chương trình thời sự hàng tuần, chúng ta có nhắc đến chiến sự ở Syria. Thì thưa ông, trong lúc chúng ta làm chương trình như vậy thì chuyện gì đã xảy ra ở Syria? Và xin ông vui lòng tường thuật cho quý vị khán giả được am tường hơn, thưa ông. Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, tại vì tuần trước khi mà chúng tôi làm chương trình thì quý vị cũng biết là chúng tôi phải làm sớm, bởi vì tối thứ bảy có nhiều cái trở ngại và nó làm sớm, và khi chúng tôi làm thì tin tức chiến sự tại Syria nó rất là sôi động, nhưng mà không có tường trình với quý vị được. Cho nên hôm nay thì tôi xin phép để mà nói sơ qua một vài chi tiết. Thì quý vị cũng biết rằng là ông Tổng thống Trump á, từ ngày hôm nay làm việc đến giờ, ông không có dọa xuông bao giờ cả. Ông dọa thì ông làm, tức là ông bạch một cái lằn ranh đỏ, mà ai mà vượt qua cái lằn ranh đỏ đó thì ông nó đánh liền. Thì cái chuyện đó đã xảy ra tại Syria tuần trước. Tức ông từng cảnh cáo với ông Tổng thống Assad của Syria là về cái vấn đề mà không ông Tân Anh ném bom hóa học để giết dân lành. Và lần vừa rồi thì ông đã thực hiện cái lời đe dọa đó khi mà Assad đã ném bom vào thành phố Duma, dùng cái hóa học để mà giết chết hơn 4.000 thường dân ở đây. Và chính người Nga họ cũng lầm tưởng ông Tổng thống Trump này cũng hung hăng là gọi là rung cây nhát khỉ như là ông Tổng thống Obama chăng. Cho nên là Nga cũng đã hù lại, hù ngược lại ông Trump. Nếu mà ông Trump bắn vào Syria thì Nga sẽ đánh vào máy bay và tàu chiến của Mỹ gần đó. Nhưng mà rồi thưa quý vị thì ông Trump đâu phải là ông Obama. Thành tựu sau khi ông đã tham khảo với các cố vấn quân sự và các vị nguyên thủ của các nước thuộc khối NATO thì tối thứ Sáu, tức là lúc nửa đêm về sáng tại Syria, thì Tổng thống Trump đã ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ phối hợp với hải quân và không quân của Anh và Pháp thực hiện một cuộc không tập bằng 105 hỏa tiễn, và trong đó thì có cái loại Tomahawk và những hỏa tiễn đường xa. Và cái lần này thì ông nhắm vào mục tiêu ở thành phố Homs và thủ đô Damascus của Syria. Và các cái mục tiêu mà nhắm tới không phải là các khu dân sự, mà đó là những trung tâm nghiên cứu và tồn trữ vũ khí hóa học. Và thưa quý vị, trong đêm đó thì trên cái đài truyền hình đã cho thấy rằng là bầu trời của Damascus rực lên những cái màu cam, tức là màu lửa, trong hàng giờ đồng hồ. Và theo tin tức cho hay thì có khoảng 40 người chết, nhưng mà không có sự thiệt hại về phía dân chúng. Thì đây là một cái điểm son của cái vấn đề mà tính toán bằng điện tử, mà đã bom đã rơi trúng đích mà không có thiệt hại đến người dân thường. Và thông tấn xã TASS của Nga thì cho biết là hỏa tiễn rót vào trung tâm thủ đô Damascus và khu vực là có những trụ sở của chính phủ và chính tổng thống. Nhưng mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì cho rằng là Mỹ không nhắm vào ông Tổng thống Assad mà chỉ đánh vào phi trường quân sự Masjid ở ngoại ô Damascus và căn cứ không quân vùng núi Kasrun mà thôi. Ngoài ra thì cái mục tiêu cũng còn là cơ sở của một đơn vị gọi là đơn vị 41 lực lượng đặc nhiệm của Syria, đơn vị 105 của lực lượng vệ binh Cộng hòa của Iran đóng ở gần thủ đô. Và như tôi vừa nói là các mục tiêu khác là trung tâm nghiên cứu khoa học về hóa học tại ở quận Bexe ở phía bắc Damascus. Và một viên chức của ngũ giác đài thì cho hay rằng họ lựa chọn cái mục tiêu rất là cẩn thận để vừa có thể tiêu diệt được cái tiềm năng về hóa học của chính phủ Assad mà vừa tránh được rủi ro lan tràn cái khí độc ra ngoài cái khu dân cư. Thì phía Syria họ cũng có phản ứng là họ đã bắn lên bầu trời những cái hỏa tiễn đất đối không, tức là hỏa tiễn SAM đó, và họ lại loan tin rằng họ đã bắn rớt hết 2/3 cái hỏa tiễn của Mỹ, tức là 105 cái hỏa tiễn thì họ bắn rớt hết 71 cái. Nhưng mà ngũ giác đài bác bỏ cái tin này và cho hay tất cả các hỏa tiễn đều rớt trúng mục tiêu cả. Và những cái hình ảnh có sau này có những cái hình ảnh cho thấy rằng khi một hỏa tiễn bắn vào
thì các dàn phòng không của Syria đã bắn lên, nhưng mà cái đường bay, cái đường đạn của phòng không Syria nó không đi vào cái đường đạn của cái hỏa tiễn, cho nên nó không có trúng hỏa tiễn. Đó là cái điều mà chúng ta thấy được trên hình ảnh. Và thưa quý vị, việc Hoa Kỳ và đồng minh đánh bom lần này thì thực sự ra không có gì mới. Bởi vì quý vị còn nhớ năm ngoái khi mà Tổng thống Trump tiếp ông Tập Cận Bình, thì lúc đó ông đã ra lệnh bắn 59 trái Tomahawk vào phi trường quân sự Syria, cũng là cái dịp mà Tổng thống Assad bắn vào dân bằng vũ khí hóa học. Và thì quý vị thấy là chỉ có cái thời Tổng thống Obama là từng lên tiếng là hù dọa này đỏ, vẽ ra lằn ranh đỏ, nhưng mà đã không làm gì cả để cho Syria đó vượt cái lằn ranh đỏ đó. Cho nên từ đó Syria đã quay thường Hoa Kỳ, và lần này thì Syria đã thấy thấm đòn rồi. Thì người ta cũng biết rằng đây là cái thông điệp mà Tổng thống Mỹ muốn nhắn với Kim Jong-un của Bắc Hàn. Bởi vì quý vị cũng biết là trong thời gian tới, tháng tới, thì ông Tổng thống Trump sẽ gặp Kim Jong-un của Bắc Hàn. Thì cái chuyện đó chúng tôi sẽ trình bày sau, đó thưa cô. Vâng, thưa ông, trước khi mà cái cuộc oanh tạc này xảy ra đó, thì chính bên Nga họ có tuyên bố rằng bất cứ đầu đạn nào của Hoa Kỳ bắn vào Syria thì họ sẽ bắn rơi những đầu đạn đó, và không những như vậy, họ sẽ san bằng cái địa điểm nào mà bắn hỏa tiễn ra. Thì thưa ông, cái phản ứng của Nga chắc phải là khủng khiếp lắm phải không thưa ông? Vâng, thưa cô, trong kỳ trước tôi cũng có dự đoán rằng có thể nếu mà ông Tổng thống Trump mà ông bắn vào Syria thì có lẽ có thể là xảy ra thế chiến thứ ba với Nga. Bởi vì Nga nó hù dọa ghê quá rồi, và ta thấy rằng Nga nó cũng hung hăng lắm chứ nó không phải nó hiền. Nhưng mà cái kỳ mà bắn vừa rồi 105 hỏa tiễn vào Syria thì quý vị biết là Nga đã im lặng, hoàn toàn im lặng, nghĩa là không có một phản ứng gì cấp thời, tức là vào cái lúc đó là không có phản ứng gì hết. Quý vị biết là các cái dàn hỏa tiễn phòng không của Nga đã ứng trực sẵn và sẵn sàng, và cái lời đe dọa sẵn sàng bắn vào các máy bay hay là hỏa tiễn hay là tàu chiến của Mỹ. Nhưng mà sau đó thì không thấy, trong một thời gian một tuần qua là không thấy Nga làm gì cả. Thì quý vị biết là ông Nga, ông chỉ có lên tiếng mà thôi. Thì ông Tổng thống Putin, ông lên tiếng trước hết là ông lên tiếng phủ nhận là không có cái việc mà Assad dùng bom hóa học. Và ông cho rằng Hoa Kỳ và Anh đã có một cái gọi là tạo dựng ra những cái hình ảnh đó để mà lấy cớ đánh bom vào Syria mà thôi. Và ông cũng lên tiếng kết án Hoa Kỳ và đồng minh hành động mà không thông qua Liên Hiệp Quốc. Và ông đã nói đó là một cái cuộc xâm lăng chống lại một quốc gia có chủ quyền. Bởi vì cái nước Syria, theo ông là cái nước này đang ở trên cái tuyến đầu để chống lại bọn khủng bố. Và ông cũng cho rằng là các cái việc oanh tạc của Mỹ, Anh, Pháp là vi phạm luật lệ và quy tắc của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Thì thưa quý vị, theo lời yêu cầu của Nga ngay sau đó, thì họ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp để họ đưa ra một cái nghị quyết, Nga đưa ra một cái nghị quyết là lên án cái cuộc công kích của Mỹ, Anh và Pháp. Nhưng mà trong 15 thành viên của Hội đồng Bảo an chỉ có hai nước là bỏ phiếu thuận mà thôi, tức là nước Bolivia và Trung Cộng, và dĩ nhiên là có Nga rồi. Và bốn nước thì đã không bỏ phiếu hay là chưa bỏ phiếu, đó là Peru, Kazakhstan, Ethiopia và Guinea. Còn các thành viên còn lại thì bỏ phiếu chống cái nghị quyết của Nga. Và bà Nikki Haley, tức là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, thì trong một bài diễn văn ngắn đã dõng dạc cảnh cáo rằng nếu Assad sử dụng vũ khí hóa học thêm một lần nữa, Hoa Kỳ đang ở trong tư thế đạn đã lên nòng. Bà dùng chữ loaded and locked, tức là đạn đã lên nòng rồi và cái súng sẵn sàng để bắn. Và bà cũng mỉa mai Nga rằng là Hoa Kỳ không cần học cái bài học về luật quốc tế của Nga. Bởi vì quý vị biết rằng từ nhiều năm nay Nga là nước yểm trợ chính phủ độc tài của Syria. Và nhờ có cái sự bảo trợ của Nga đó cho nên Assad mới coi thường luật pháp quốc tế mà đã dùng bom hóa học để mà giết vào dân chúng. Thì Nga ít nhất trong cái thời gian mấy năm vừa qua, Nga đã ít nhất có 12 lần dùng cái quyền phủ quyết của mình để bác bỏ tất cả những nghị quyết nào mà phía Hoa Kỳ và quốc tế đưa ra để mà lên án Syria đó thưa cô. Vâng thưa ông, đó là phản ứng của Nga, còn các nước khác thì họ có phản ứng như thế nào thưa ông? Vâng thưa cô, trước hết thì chúng tôi đi qua Âu Châu, tức là cái khối NATO, thì quý vị biết là hai nước Anh Pháp đã tham gia cái chiến sự này rồi, tức là đã tham gia cuộc không tập này rồi.
và Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp đã tiết lộ rằng ông và ông Tổng thống Trump đã gần như gọi điện thoại bàn luận với nhau mỗi một ngày. Nhưng mà ông có nhắc ông Trump là không nên rút quân mà nên tiếp tục có mặt ở Syria để ngăn chặn bọn ISIS. Mà thưa quý vị, tôi xin mở ngoặc là bọn ISIS hiện nay còn khoảng 1.000 tên và nó đang đánh nhau ở cái phía bắc của Syria với quân chính phủ Syria. Và ông Tổng thống Pháp cũng có đề nghị là ông Tổng thống Mỹ nên giới hạn cái việc oanh kích vào các cơ sở tàng trữ và sản xuất vũ khí hóa học mà thôi. Còn cái bà đại sứ Karen Perth của Anh tại Liên Hợp Quốc thì cũng lên tiếng đả kích Nga, hòa giọng với bà đại sứ Haley để đả kích Nga. Và tại Belgium, tức là cái nơi có cái trụ sở của khối NATO đó, thì ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký của khối NATO, đã lên tiếng ủng hộ những cái biện pháp trừng trị mà Hoa Kỳ đã thực hiện. Và theo ông, cái những biện pháp đó là để làm giảm khả năng của Assad trong việc tàn sát dân chúng. Và ông cũng nói rằng thế giới đã có những cái luật lệ cấm việc sử dụng vũ khí hóa học từ 100 năm sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc năm 1918. Và ông cũng nêu lên con số có tất cả 29 nước ở trong khối NATO đều hoan nghênh việc trừng phạt này của Mỹ, Pháp và Anh. Và theo ông thì không thể để cho những hành vi diệt chủng của Assad tiến hành mà bỏ lơ không có trừng trị. Duy có một nước là đặc biệt là nước Đức thì có lên tiếng ủng hộ nhưng mà đã không tham chiến. Và bà Thủ tướng Merkel, bà đã lựa chọn là không có tham chiến, không có đưa quân sang đánh. Bởi vì bà hình như là bà cũng đang gặp những khó khăn ở trong nội bộ cho nên bà không muốn nước Đức phải dấn thân vào cái việc đó. Thì cái ông cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Đức, tức là ông Karl Theodor Guttenberg, đã châm biếm bà Merkel rằng là cho rằng bà này là bậc thầy trong cái việc biện giải, tức là chỉ có nói miệng mà thôi, mà không có làm gì cả. Thì thưa quý vị, đó là về nước Đức, thì nước Ý cũng gần gần như vậy, tức là cũng không có tham chiến. Và hiện nay thì tại vì như tôi vừa nói là hiện nay là bà Merkel vừa qua cái vụ mà bầu cử vừa qua bà bị mất cái phiếu rất là nhiều, cho nên bà đang đối đầu với một cái cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 9 sắp tới, và bà sẽ bị cái phía đảng xanh cũng kết án bà, rồi cái phía mà phe tả cũng kết bà, rồi trong khi cái phe hữu cũng lên án bà trong cái vụ vừa qua nữa, thành nữa bà hiện nay là phải nói là rất là khó khăn. Và trong khi đó, ngược lại với nước Đức thì đa số dân chúng Anh thì lại chống cái việc oanh kích đó. Nhưng mà bà Thủ tướng Theresa May thì rất là ủng hộ cái việc đánh bom đó. Và có lẽ người ta bình luận là ta cho rằng có lẽ đây là cái sự trả ơn Hoa Kỳ. Bởi vì Hoa Kỳ đã nhiều lần đứng về phía nước Anh đối với Nga trong cái việc mà Nga dùng hóa chất để mà ám sát một cựu gián điệp của họ ngay trên đất của nước Anh. Và thưa quý vị, trong cái đầu tuần sau khi cái việc đánh bom nó xảy ra thì bên Nga họ nói là không có vũ khí hóa học ở đó, thì có một tổ chức gọi là tổ chức nghiêm cấm vũ khí hóa học có đưa người qua đó để mà qua những cái thành phố Duma và Guta đó để mà xét nghiệm, thì đã bị quân đội Syria ngăn chặn không cho vào thành phố. Và khi quân đội Syria và quân đội Nga đã chiếm được thành phố thì họ đã tẩy xóa tất cả những cái dấu tích còn lại, cho nên vừa qua những cái người mà đã lọt vào được thì họ rất là khó để mà tìm những cái dấu tích của cái vũ khí hóa học đó, dù rằng chúng ta thấy có hình ảnh, có phim ảnh trước đây đã đưa ra. Và thưa quý vị, có buồn cười là cái anh Việt Cộng nhà ta đó, là trước đây cái tên mà chủ tịch nước Nguyễn Minh Tiết qua bên Cuba có tuyên bố là Cuba ngủ thì Việt Nam thức. Thì kỳ vừa rồi đúng là khi mà Mỹ đánh bom là Cuba ngủ đó, và cái giờ đó là Cuba ngủ thì Việt Nam phải thức để mà canh giữ hòa bình. Nhưng mà không biết anh canh giữ sao mà để Mỹ nó bắn 105 quả đạn vô đó. thành ra sau đó thì báo chí của Việt Cộng nó lại phụ họa với quan thầy Nga của đó, để nó cho rằng những hỏa tiễn của Mỹ là rơi vào những cái khu mà không đã bị phá hủy rồi, những khu hoang tàn. Và nó cũng lên tiếng là cho rằng là tất gần hầu hết cái hỏa tiễn đó đã bị Syria bắn hạ. Thì quý vị biết cái tuyên truyền của Cộng sản, quý vị biết là luôn luôn láo khoét rồi, cái chuyện nó rõ ràng. Nhưng mà cũng tại cái thủ phủ của tôi đang ở đây, tức là Austin của tiểu bang Texas, thì sáng ngày Chủ nhật vừa qua có một cuộc biểu tình, cũng khoảng 20-30 người.
họ cầm cái những cái tấm bảng lên án Hoa Kỳ đánh bom tại Syria, kêu gọi chiến tranh phải chấm dứt và ngưng can thiệp vào Syria. Và thưa quý vị, khi mà chúng tôi nhìn hình ảnh đó thì chúng tôi thấy lại thấy những cái lá cờ đỏ nấp và thấp thoáng ở trong đó, chứ là chứng tỏ cái bọn này là cái bọn gọi là đảng xã hội dân chủ, tức là những cái đảng mà phe tả rất là thân cộng sản. Vừa rồi chúng tôi cũng được biết tin là ông Tổng thống Trump hiện nay, sau trước đây thì ông muốn rút quân, nhưng mà bây giờ ông đề nghị là các nước Ả Rập là phải góp tay vào thành lập một cái liên minh quân sự để mà tấn giữ hòa bình của vùng đó thay cho quân đội Hoa Kỳ, bởi vì quân đội Hoa Kỳ không thể cứ mà đưa qua bên đó để mà đánh nhau hoài được. Thì đó là một ý kiến mà tôi nghĩ rất là đúng và rất là hay đó, thưa cô. Vâng, thưa ông, sau đây thì Mai Ly xin mời ông quay về với tình hình nội địa của Hoa Kỳ. Thưa ông, trong suốt một tuần lễ qua, bất cứ lúc nào mà ông mở đài TV của phía bên truyền thông phe tả đó, thì lúc nào cũng thấy có những cuộc interview của ông cựu giám đốc FBI, đó là ông James Comey. Thì xin ông vui lòng tường thuật cho quý vị thính giả là tại sao mà trong tuần lễ vừa qua ông James Comey lại hot như vậy, thưa ông? Vâng, thưa cô, không phải chỉ chuyện ông James Comey đâu, mà thường thường tôi không có xem đài CNN, ở nhà tôi không có xem đài đó, nhưng mà mỗi ngày tôi đi tập ở cái gym á, thì gym nó chỉ có cái đài CNN thôi. Và trong cái một tiếng chạy bộ của tôi trên cái máy á, thì tôi phải coi cái đài CNN. Và tôi có thể nói là 80% cái thời lượng cả đài CNN là nhằm đánh ông Trump, lôi những cái chuyện nhỏ, chuyện lớn ra để đánh ông Trump. Thì trong cái tuần vừa qua là lôi cái chuyện ông James Comey. Thì coi như là ông James Comey vừa rồi á, là thưa quý vị xin nhắc lại là ông Comey là do cựu Tổng thống Bush bổ nhiệm làm giám đốc FBI. Và ông đấy làm hết nhiệm kỳ ông Tổng thống Bush, rồi làm thêm cái nhiệm kỳ, một phần nhiệm kỳ ông Obama nữa. Và tiếp tục qua Tổng thống Trump vẫn sử dụng ông một thời gian rồi mới cách chức. Tại vì ông Trump cho rằng ông có những thiên vị trong các cuộc điều tra. Thì gần mới đây ông Comey đã cho phát hành một cuốn sách mang tựa đề là Một mức độ trung thành cao hơn, hai chấm, sự thật, sự dối trá và sự lãnh đạo. Thì trong cuốn sách này, thưa quý vị, ông này ông để dành gầu hầu hết cuốn sách này là để phê bình ông Tổng thống Trump. Phê bình từ những chuyện cá nhân, từ chuyện cặp mắt kính cho đến được cái da, rồi cho đến cái bàn tay của ông Trump, nghĩa là ông phê bình từ trên xuống dưới, không chừa một cái chuyện gì cả. Thì và trong đó cái chủ yếu của ông là ông muốn nói là ông Trump là một người nói láo một cách vung vít. Và nhiều lúc nói là ông Trump nói láo mà không biết rằng mình nói láo. Thì khi trả lời phỏng vấn của đài ABC trong chương trình 2020 của ký giả gọi là George Stephanopoulos, thì ông Comey có nói rằng là ông Tổng thống Trump không có khả năng tôn trọng và bảo vệ những giá trị mà đó là nền tảng của đất nước Hoa Kỳ, và quan trọng nhất đó là sự thực. Thì theo ông Comey, về mặt đạo đức, Tổng thống Trump không xứng đáng với cương vị Tổng thống. Và còn tệ hơn nữa là khi ông nói rằng Tổng thống Trump làm vấy bẩn những người xung quanh ông ta, và ông còn nói ông Trump là coi như là xếp sòng một cái mót, chứ không phải là làm Tổng thống của một nước. Rồi ông lại nói ông Tổng thống Trump coi như ông Tổng thống Trump là một người phạm pháp. Bởi vì khi mà nào hai người đối mặt nhau thì ông Trump nói là đòi hỏi ông Comey làm những cái chuyện mà phạm pháp. Thì ví dụ như trường hợp vào tháng 2 năm 2017, thì ông nói là ông Tổng thống Trump đã yêu cầu Comey ngưng điều tra vụ cựu cố vấn an ninh quốc gia, tên ông là Michael Flynn. Và điều này ông Tổng thống Trump phủ nhận, coi như không hề có. Và đối với ông Comey thì coi cái việc này là vi phạm pháp luật, đó là cái tội gọi là cản trở pháp luật. Thì tham vụ tòa Bạch Cung vừa rồi, bà Sarah Huckabee Sanders có cho giới báo chí hay rằng là Tổng thống không theo dõi hết cái chương trình phỏng vấn đó. Nhưng mà ông có nói rằng ông chẳng có điều gì mới lạ cả. Tất cả những điều ông Comey nói không có gì mới lạ cả. Toàn những chuyện bịa đặt từ trước đến nay. Cho nên bà Sanders, bà đã đặt tên cho ông Comey gọi là một cái tên gọi là A Self-Admitted Leaker. Tôi không biết là dịch sao cho nó gọn, coi như là một kẻ mà xì tin tức ra, mà tự thú nhận rằng mình là xì tin tức ra, tức là một người thiếu lương thiện, thưa cô. Thưa ông, khi một vị giám đốc của cơ quan tình báo, cơ quan FBI của Hoa Kỳ mà lên tiếng gọi Tổng thống là một kẻ tội phạm,
một kẻ thiếu đạo đức, vân vân. Thì là như vậy liệu ông có tội gì hay không thưa ông? Vâng thưa cô, cái chuyện mà ông lên án như vậy thì đây là cái quyền tự do của mỗi người lên án thôi. Còn ông Trump ông có muốn kiện về cái tội gọi là vu khống mà lị thì đó là quyền của ông Trump. Nhưng mà bây giờ xét ra thì ông Comey từ trong cái thời gian mà qua đã để lộ rất nhiều tội. Vừa rồi tôi có xem một cái chương trình phỏng vấn của cô con gái McCain. Đây là một cuộc phỏng vấn của một người trên đài ABC nữa. Thì ông Comey ông có nói một câu như thế này, và cái câu nói đó có thể kết tội ông được. Ông nói câu là những người tốt cũng vẫn nói láo. Và ông nói là I have lied, tức là tôi đã từng nói láo. Thì cái chuyện mà ông làm giám đốc cơ quan FBI mà ông nói láo như thế nào, thì quý vị nhớ là khi ông ra điều trần trước quốc hội, ông đã phủ nhận nhiều điều, và bây giờ chính cái lời nói của ông chứng tỏ là ông đã láo khi mà ông tuyên thệ trước quốc hội Hoa Kỳ là sẽ nói sự thực, nhưng mà ông đã nói láo. Thì rõ ràng là ví dụ như một cái chuyện cơ quan FBI đã biết trước các cái lời cáo buộc quan trọng ở trong cái tập hồ sơ mà quý vị nhớ cái vụ PISA đó, hồ sơ của ông Stanley, là họ đã biết tất cả những cáo buộc đó rồi, và những cáo buộc đó là dựa trên một cái tập hồ sơ ngụy biện, hồ sơ ngụy tạo do gián điệp của nước ngoài dựng lên, và những cái lời đó, những cái việc đó để phục vụ cho cái nhu cầu là đánh thắng ông Trump mà do bà Hillary tài trợ. Nhưng mà ông Comey đã làm lơ cái chuyện đó. Đó là một cái chuyện mà rất là quan trọng. Và bởi vì thưa quý vị, cái việc đó xảy ra hồi tháng 7 năm 2016. Đấy. Và một điều nói là trong cái cuốn sách, trong hai tuần lễ trước ngày bầu cử tổng thống ấy, thì ông đã lưỡng lự là không biết có nên đưa ra công luận cái việc FBI đang nhắm vào nhiều email và có dính líu đến việc điều tra của bà Clinton. Và cái quý vị còn nhớ là bà Clinton bị tố cáo là phạm pháp bởi vì sử dụng cái server cá nhân khi mà bà làm Bộ trưởng Ngoại giao cho những cái công vụ, tức là những cái hồ sơ mật của quốc gia, thì bà đã chứa trong đó, rồi sau đó bà đã hủy hết 30.000 cái hồ sơ, rồi bà lại dùng cái búa để bà đập tất cả những cái hard drive, những cái cell phone bà dùng búa để bà nghĩa là coi như là hủy tang chứng. Thưa quý vị, cái đó là một cái tội đối với luật pháp rất là lớn. Nhưng mà tại vì sao lúc đó ông Comey ông đã che chở cho bà Clinton? Bởi vì giờ này trong cuốn sách của ông và trên truyền hình, ông thú nhận rằng ông tin rằng bà Clinton sẽ thắng cử. Bởi vì thưa quý vị còn nhớ vào thời đó tất cả những cái poll, tức là những cái thăm dò của tất cả báo chí đều coi như bà Hillary thắng cử hết 95% rồi. Và chính bà Hillary cũng đã khoe cái tờ báo Time đã in hình bà là dưới có đề là Madam President rồi, tức là nắm chắc cái phần thắng. Cho nên ông Comey là một người khôn ngoan, ngu gì một ông giám đốc FBI đương quyền mà lại hại một người tổng thống sắp lên ngôi làm như vậy. Có phải là ông Comey ông muốn tự thiệt hạ mình? Mà ông Comey cũng thừa biết là bà Clinton là một người rất là hung ác, bà có thể thủ tiêu người ta, nhiều người bà thủ tiêu rồi, cho nên ông cũng phải thủ cái thân âm. Cho nên ông đã chuyển hướng. Thưa quý vị còn nhớ là cái tội của bà Hillary trước đó là coi như cái tội gọi là vô cùng bất cẩn, tức là biết sai, biết có tội. Xin lỗi thưa quý vị, coi thường, quá sức coi thường, tức là coi thường là biết nó sai, biết nó có tội mà vẫn coi thường, và quá sức nữa. Nhưng mà ông đã chuyển cái tội đó trở thành cái tội vô cùng bất cẩn, tức là một cái lỗi mà thôi, chứ không phải là một cái tội. Thì quý vị nhớ là cũng có một lần cái vụ đang điều tra bà Clinton thì trên danh nghĩa đó là một cái vụ điều tra investigation, nhưng mà sau lời của bà Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị đổi lại thành là một cái sự việc matter mà thôi, thì ông FBI này, tức là ông Comey, cũng đổi lại thành một cái matter mà thôi. Thì quý vị thấy tất cả những cái điều mà ông làm như vậy đều sai pháp luật cả, để gỡ tội cho bà Clinton cả. Và thưa quý vị, cũng không có nhắc lại cái vụ FISA, tức là ông cũng đã đề nghị mở một cuộc điều tra, nhưng mà dựa trên những hồ sơ ngụy tạo. Đó. Thì bây giờ ông thừa nhận tất cả, gần như ông thừa nhận tất cả trên những cái chương trình vừa rồi, phỏng vấn vừa rồi, và ngay cả trong cuốn sách của ông á. Thì quý vị biết ông không phải là chỉ bị một nhóm bên ông Trump phản đối hay là chúng tôi phản đối đâu. Những người Cộng hòa phản đối mà còn cả phe Dân chủ cũng lên tiếng phản đối ông á.
và cả cái nhóm Liberal bây giờ cũng lên án ông. Cho nên bây giờ ông James Comey là một người ở trong cái tình thế cô đơn vô cùng, bởi vì ông chỉ bây giờ ông đứng có đơn lẻ có một mình ông thôi, không ai ủng hộ không hết đâu thưa cô. Vâng thưa ông, trong cái thời gian mà cái cuốn sách của ông James Comey cũng như là những cái cuộc phỏng vấn của ông Comey trên các đài truyền hình làm mưa làm gió, nói xấu tổng thống Trump, thì trong lúc đó nếu Miley không làm thì tổng thống Donald Trump lại ở dưới Lar-a-Lago thưa ông, tại sao tổng thống lại về dưới đó thưa ông? À, vâng thưa cô, cô nhớ là ông tổng thống Trump là cái người lên làm tổng thống, nhưng thì một trong những người mà chúc mừng ông tức là ông thủ tướng Nhật Shinzo Abe, và có thể nói là hiện nay ở tại Thái Bình Dương và Á Châu thì Mỹ chỉ có coi Nhật là đồng minh mới được thôi, chứ không còn cái nước nào mà có thể mà so sánh được. Thì vừa rồi ông tổng thống Shinzo Abe đã đến gặp ông tổng thống Trump tại cái nhà nghỉ mát Mar-a-Lago. Và đây có thể coi là cái hoạt động ngoại giao thường tình mà thôi, để cho hai nước đồng minh họ cập nhật những tình hình quốc tế và tái xác nhận những cái vấn đề chiến lược ở trong vùng. Và hai vị nguyên thủ đã bàn đến nhiều vấn đề mà quý vị là quan trọng nhất hiện nay, đó là vấn đề Bắc Hàn. Trước khi mà cái tháng tư này, không biết là hai ông Nam Hàn, Bắc Hàn đã gặp nhau rồi, nhưng mà chưa có một cái thông cáo chung để biết nội dung là như thế nào. Nhưng mà sắp tới thì ông Tổng thống Mỹ cũng sẽ gặp ông Kim Jong-un, nhưng mà cái địa điểm thì chưa được tiết lộ và thời gian thì cũng chưa được chính xác lắm. Thì ông Trump mới ngày hôm qua đây, hôm kia đây thì ông có nói rằng nếu ông đi là ông hy vọng là sẽ đạt được thành quả tốt đẹp, mà nếu mà trong khi ngồi họp mà cảm thấy không đạt được thành quả tốt đẹp thì ông sẽ bỏ rời cuộc họp, cho ông không tiếp tục được. Đó là cái điều ông đã đe dọa trước rồi, tức là ông Kim Jong-un phải chứng tỏ thiện chí. Và mới đây nhất là chiều hôm qua chúng tôi đã nghe được Kim Jong-un đã tỏ cái thiện chí đầu tiên, là trước đây đòi hỏi quân đội Hoa Kỳ phải rời khỏi Nam Hàn, nhưng mà bây giờ thì bỏ cái điều kiện đó rồi, thì còn những cái điều kiện khác chúng tôi chưa biết sao. Nhưng mà ông Kim Jong-un nó ngỏ lời là nói rằng là không có đòi hỏi điều kiện quân đội Hoa Kỳ phải rút khỏi cái bán đảo Nam Hàn đấy. Thì thưa quý vị, cái cơ hội vừa rồi ông Trump gặp ông thủ tướng Abe là tái xác nhận cái lập trường chung là phải tạo áp lực tối đa những cấm vận đối với Bắc Hàn, để cho ông Kim Jong-un này thì từ bỏ cái chương trình nguyên tử và những chương trình về hòa tiến tầm xa của họ. Bởi vì trong cái thời gian vừa qua chúng ta thấy những cái cuộc họp về Bắc Hàn gần như là không có cái sự tham dự của Nhật, coi như Nhật bị cho ra rìa. Cho nên lần này ông Abe đã nhắc nhở cho Tổng thống Trump biết rằng cái quyền lợi của Nhật có nằm gắn bó với cái việc ở Bắc Hàn. Và đặc biệt thì ông cũng muốn ông Trump giúp dùng cái vấn đề là ngăn chặn Bắc Hàn bắt cóc những công dân của Nhật. Chuyện này quý vị biết, nó đã bắt cóc mấy chục năm này, nó bắt cóc hoài, bắt cóc ở nhốt tù. Và dĩ nhiên ông cũng muốn ông Trump phải cho Nhật một cái vai trò quan trọng trong cuộc thương lượng đa phương về với Bắc Hàn hay là về Bắc Hàn. Thì còn một vấn đề quan trọng thứ nhì là vấn đề kinh tế. Đó là cái vấn đề quý vị biết là Hoa Kỳ đã đánh thuế rất cao trên nhôm và thép nhập cảng. Thì sau nhiều lần bàn luận thì ông Tổng thống Trump có đồng ý là tương nhượng đối với một số nước đồng minh, ví dụ như Nam Hàn, Australia, Canada và Liên Âu, nhưng mà chưa có Nhật Bản. Thì lần này ông Abe đã yêu cầu phải ưu đãi cho ông để mà ông đưa cái hàng thép đi vào Mỹ mà thuế nhẹ. Thì ông có nói rằng là thép của Nhật đã giúp cho phát triển về kỹ nghệ Hoa Kỳ, tức là về kỹ nghệ xe hơi đó, để cho Hoa Kỳ có thể cạnh tranh với các nước đó, bán xe rẻ hơn. Thì thưa quý vị nhìn trên cái bàn cờ thế giới thì quý vị thấy hiện nay Trung Đông đang làm mưa làm gió ở cái vùng Á Châu Thái Bình Dương. Và nếu Hoa Kỳ không coi Nhật là một đồng minh, tức là bỏ đi một cái nước rất là hùng mạnh có thể làm đối trọng với Nhật. Bởi vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ rất cần tương nhượng với Nhật và để cho Nhật trở thành một đồng minh của mình ở trong đó. Và Nhật, ngoài ra thì quý vị biết Nhật có một khả năng rất lớn về chiến lược. Hiện nay trên lãnh thổ của Nhật có hơn 50.000 quân Mỹ đang đóng ở trên đó. Cho nên cái việc mà Nhật đóng một vai trò bảo vệ hòa bình ở tại khu vực Đông Nam Á, theo tôi nghĩ đó là một điều rất là quan trọng, thưa cô. Vâng, thưa ông, sau khi Tổng thống Donald Trump
Nhậm chức trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ thì một trong những việc đầu tiên ông làm đó là rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP, Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương. Thì thưa ông, ngày hôm nay cái thế đứng của Hoa Kỳ còn như vậy hay không? Vâng thưa cô, có lẽ đây cũng là một cái đặc sắc của một người làm ăn kinh doanh, tức là đi thương lượng. Đi thương lượng tức là đặt cái điều kiện rất cao rồi mình từ từ mình rút xuống. Thì tôi nhớ là khi đầu tiên ông lên là ông rút hết cả những cái hiệp ước Thái Bình Dương với Bắc Mỹ này đó, ông rút hết. Bởi vì thưa quý vị cũng nhìn thấy những cái hiệp ước đó là Mỹ rất là thiệt thòi. Đi chơi với người ta mà người ta chê cha không à. Mỹ khi nào cũng gánh những cái lỗ lã về, cho nên ông đã rút ra. Nhưng mà bây giờ sau cái lời yêu cầu của Nhật, hình như Nhật cũng có ông Tổng thống Shinzo Abe, Thủ tướng Abe cũng có nhắn là cũng muốn ông Trump trở lại. Thì ông Trump đã tham khảo với các cố vấn về một cái viễn ảnh có thể tái gia nhập lại cái hiệp ước đó. Nhưng mà cái thỏa ước, nếu ông gia nhập thì ông đòi hỏi là tất cả mọi cái sự hai nước, bốn nước, năm nước hay 11, 12 nước phải bình đẳng với nhau trong cái quan hệ đó. Hiện nay thưa quý vị, các... là ông là muốn ông Tâm đã từng có những cái hiệp ước song phương, tức là giữa hai nước thôi, nhưng mà bây giờ đó nếu mà duy trì cái hai nước đó thì cái khu vực Thái Bình Dương ông mất đi một cái mối lợi, cho nên ông muốn trở lại. Và khi trở lại thì ông đòi hỏi những điều kiện như tôi vừa nói, và dĩ nhiên thì ông cũng hỏi ý kiến những cái vị dân cử từ các cái tiểu bang nông nghiệp, bởi vì Hoa Kỳ sản xuất về cái mặt nông nghiệp rất nhiều. Cho nên hỏi thử là nếu mà gia nhập trở lại cái TPP đó, thì liệu Hoa Kỳ có lợi gì cho những người nông dân ở Mỹ không? Thì trong đó có những người ông tham khảo là có cố vấn Hội đồng Kinh tế Larry Kudlow, rồi ông đại diện thương mại Hoa Kỳ là ông Robert Lighthizer, là về thêm cái áo, tạo thêm cái áp lực đối với Trung Cộng bằng cách là Hoa Kỳ mở thêm nhiều cái thị trường để cho hàng hóa Hoa Kỳ tràn ngập nhiều hơn, tức là tạo thêm cái áp lực đối với Trung Cộng. Thì một cái điều nữa là những cái nghị sĩ ở trong Đảng Cộng Hòa thuộc tâm nằm trong Ủy ban Nông nghiệp cũng tán đồng cái ý định này của Tổng thống Trump. Và ông nghị sĩ Ben Sasse của Nebraska thì có nói trong một bản tuyên bố rằng điều hay nhất mà Hoa Kỳ phải ngăn chặn Trung Cộng, không cho họ tiếp tục gian lận. Tức là điều đó là Hoa Kỳ phải nắm lấy cái vai trò lãnh đạo và thuyết phục được 11 nước ở trong TPP này về một cái chính sách tự do mậu dịch và phải có một cái sự tuân thủ về luật lệ rất là gắt gao. Thì thưa quý vị, tôi xin nhắc lại là hiện nay cái TPP đó là có 11 nước có dính líu đến Á Châu và Thái Bình Dương. Thì trong đó về Á Châu thì có Singapore, Brunei, New Zealand, rồi Australia, rồi Malaysia, Việt Nam, Japan. Còn dính líu tới Thái Bình Dương về cái phía Nam Mỹ thì có Chile, có Peru, rồi có Mexico và Canada nữa. Đấy. Và có một số nước cũng có cái sự quan tâm nhưng mà chưa tham dự. Thì trong đó là có nước Indonesia là bây giờ có ý muốn tham gia là vào rồi. Và hiện nay những cái nước mà chưa tham dự là có Colombia, Philippines, Thái Lan, Trung Cộng, South Korea, Indonesia và Sri Lanka, thưa cô. Vâng, thưa ông, khi ông nhắc tới cái vấn đề gọi là nông nghiệp đó, thì thưa ông, ở Mỹ này người ta sản xuất tới mức độ mà bây giờ phải đi kiếm thị trường bán. Trong khi đó thì ở phía bên Bắc Hàn thì cái vấn đề nông nghiệp của họ như thế nào thưa ông? Vâng thưa cô, Bắc Hàn thì nó đói tiền miên từ mấy chục năm, từ khi mà Đảng Cộng sản nắm quyền thì nó đã đói rồi. Nó đói rồi, có những cái giai đoạn được Nam Hàn tiếp cho, tức là viện trợ cho để cứu sống, rồi lại tiếp tục đói. Thì quý vị thấy, trong cái quý vị nhìn thấy cái mặt của Kim Jong Un thì nó béo mập, mập đó, nó ủn ỉn như con heo nọc. Và cái đám cận thần này nào nó cái mặt cũng tròn quay ra, phì nộn ra. Thì quý vị biết những cái hình ảnh mà người ta quay lén ở Bắc Hàn đó, cho thấy dân Bắc Hàn đang trải qua một nạn đói kinh khủng, mà theo như là ước lượng thì có thể là sắp đem đến một cái chết khoảng 3 triệu người đói. Và những cái người mà có một số người bên Bắc Hàn khi họ vượt thoát qua Nam Hàn thì họ đã kể với nhiều phóng viên về cái nạn đói đó. Ví dụ như là có một ông hiện nay cũng coi như làm lớn lắm, rất là lớn trong chính quyền Bắc Hàn, đã trốn qua Nam Hàn nhưng mà bây giờ ông giấu tên bởi vì gia đình còn lại ở đó. Thì ông nói là bây giờ có thể nói là toàn bộ dân số Bắc Hàn
ngoại trừ những người cầm quyền thì đang ở trong cái tình trạng suy dinh dưỡng bởi vì thiếu ăn triền miên từ hàng chục năm nay. Và ông cho hay là cái tại vì cái hệ thống phân phối lương thực tại nhiều nơi bây giờ nó ngưng hẳn rồi, không còn phân phối nữa. Và điều này ngay cả tại thủ đô Pyongyang cũng xảy ra và nhiều cái thành phố khác cũng xảy ra bởi vì cái giá cả nó dao động ở trong các thị trường mà những thị trường đó thì không thuộc nhà nước quản lý. Và trước đây có cái ông là ông Tae Yong-hu, tức là nhân vật số 2 trong đoàn đại sứ Bắc Hàn ở London cũng đã đào nhiệm, chọn ở lại sứ tự do. Thì ông này đã từng đến Washington để tường trình trước Ủy ban Ngoại giao Hạ viện về thực trạng đói khát của Bắc Hàn. Rồi ông Bộ trưởng Thống nhất của Nam Hàn và các cơ quan tình báo Nam Hàn thì họ cho hay là họ chưa có nhận được cái báo động về cái tình trạng đói đó. Và họ cho hay rằng là cái việc thế giới cấm vận Bắc Hàn đã đưa đến tình trạng nghiêm trọng này, nhưng chưa đến cái mức cần có cái sự cứu trợ cấp tốc. Thì cái lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Thống nhất Nam Hàn này trái ngược lại với bản tuyên bố của Tổ chức Liên Hợp Quốc, đó là Tổ chức Lương Nông Thế Giới. Và trong bản báo cáo về khủng hoảng năng lượng toàn cầu vừa qua, về lương thực vừa qua, thì tổ chức này cho thấy có đến 41% tổng số dân Bắc Hàn hiện nay, tức là khoảng gần 11 triệu dân Bắc Hàn hiện nay đang ở trong tình trạng đói ăn. Và ngày 24 tháng 7 vừa qua thì quý vị biết là ngày 24 tháng 7 sắp tới thì hai nhà lãnh đạo Nam Bắc Hàn sẽ gặp nhau tại một cái hội nghị thượng đỉnh. Thì không biết là họ cũng hy vọng là họ sẽ đưa đến một cái điều gì tốt đẹp cho cái đất nước Triều Tiên, bởi vì đã qua một cái cuộc chiến tranh đã mấy chục năm rồi, hơn nửa thế kỷ rồi. Thì nếu mà cái cuộc thương lượng đó mà thành công thì chúng tôi nghĩ là cũng là một cái điều rất tốt cho người cho cái vùng Triều Tiên và có thể là tốt cho cả Hoa Kỳ nữa đó, thưa cô. Vâng, thưa ông, khi mà ông nói về Bắc Hàn thì chúng tôi nghĩ ngay tới vấn đề Biển Đông của chúng ta. Thưa ông, vừa rồi đó, cách đây mấy tuần chúng ta thấy cái hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Cộng đi vào cái khu biển trong khu vực này với hàng mấy chục chiếc cầu hộ tống rất là oai phong, thì không biết là cho tới giờ phút này, thưa ông, thế giới bên ngoài của chúng ta có biết gì về cái hàng không mẫu hạm Liêu Ninh này hay không, thưa ông? Vâng, thưa cô, những điều chúng ta biết thì tôi cũng có, hình như tôi cũng trình bày rất nhiều lần với quý vị về cái chiếc tàu mà gọi là rỉ mục này. Nó rỉ mục từ bên cái một cái kho phế thải, một cái bãi phế thải ở bên Ukraine mà Trung Cộng nó qua đó mua về rồi sơn rồi phết rồi làm thành bóng bẩy ra thành còn một cái hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, là chiếc mẫu hạm đầu tiên và độc nhất hiện nay của Hải quân Trung Cộng. Nhưng mà vừa qua thì không phải là chúng tôi ghét Trung Cộng mà cứ cái gì cũng chê, mà chính ngay bây giờ đọc tên báo của Trung Cộng đó, thì rõ ràng đó là một cái thứ hàng mã mà thôi. Hàng mã, quý vị, tức là cái hàng mà Việt Nam mình phết giấy màu mè lên để mà cúng đó, thì cái mẫu hạm Liêu Ninh này nó cũng thuộc gần gần như cái loại hàng mã đó đó. Và thưa quý vị, có một phi công Trung Cộng mà tên là Su, có 14 năm kinh nghiệm lái máy bay, thì ông này đã than phiền rằng là muốn mà đáp được trên cái hàng không mẫu hạm Liêu Ninh này thì phải có một cái thể lực thật tốt, tức là phải sức khỏe thật tốt và phải có một cái lòng can đảm, rồi phải cộng với sự may mắn thì mới có thể đáp an toàn trên cái hàng không mẫu hạm này. Nói như vậy thì quý vị biết cái đáp xuống hàng không mẫu hạm thì dĩ nhiên là nó khó hơn đáp trên mặt đất, nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó là cái chuyện bình thường, đâu cần gì mà phải quá can đảm với may mắn mới đáp được. Thành tức là phải có vấn đề. Thì theo ông ta đó, phi cơ cất cánh từ cái hàng không mẫu hạm Liêu Ninh này, thưa quý vị, nó được phóng bằng một cái kiểu gọi là sky jump, tức là có một cái cung, nó giống như cái bần, một cái dây bật, cái cung bật, và để nó phóng lên. Thì cái việc phóng nó tương đối dễ, nhưng mà khi đáp á, thưa quý vị, tại vì cái hàng không mẫu hạm này phi đạo nó ngắn, và những cái trang bị ở trên đó là thời cổ lô sĩ, thời của Xô Viết kìa, tức là đã 40-50 năm trước đây rồi. Cho nên có rất nhiều cái bất trắc xảy ra cho phi cơ khi đáp xuống. Và khi mà họ mua cái đó về thì thưa vị, họ cũng đã có nhiều cái biến cải, từ bao nhiêu năm họ biến cải lắm rồi. Nhưng mà hiện nay những cái phi cơ chiến đấu của Trung Cộng như là loại J-15 mà muốn lên xuống ở đó dễ dàng thì phải bỏ bớt vũ khí, tức là tháo bớt bom, bớt đạn và bớt xăng nhớt thì mới đáp và lên cánh tương đối là an toàn được, bởi vì cái phi đạo nó ngắn quá.
Và cái đài truyền hình CCTV của Trung Cộng thì còn nói rằng là Hải quân Trung Cộng đã cải biên rất nhiều ở trên nó từ khi năm 2012, tức là trước đó 8 năm thì đã sơn sửa tân trang, rồi năm 2012 cho đến nay thì cứ tiếp tục cải biên. Nhưng mà thưa quý vị, họ nói rằng bây giờ không còn một cái, người Mỹ gọi là cái room, tức là không còn một cái chỗ nào để họ có thể cải biên được nữa, nó chật quá rồi. Đấy, thì hệ thống chiến tàu hiện nay họ theo họ cho biết là có hơn 1.200 cái trang bị kỹ thuật, nhưng mà tất cả những thứ này làm tại nội địa Trung Hoa, và một phần của hệ thống yểm trợ không hành cũng do chuyên viên địa phương thiết kế để có thể nghĩa là chịu đựng được cái sức nhiệt độ nóng. Thì thưa quý vị đã từng sang chai hàng Trung Cộng thì quý vị biết cái phẩm chất của nó như thế nào rồi. Thì trên cái thằng không hạm này có 1.200 trang bị làm tại nội địa Trung Cộng. Và cái hàng không mẫu hạm này thưa quý vị, nó so với Hoa Kỳ thì rất là tệ, bởi vì Hoa Kỳ hiện nay là chạy bằng năng lượng nguyên tử, thì hàng không mẫu hạm Liêu Ninh vẫn còn chạy bằng hơi nước, vận hành từ những cái thủy bin, và vận tốc tối đa của nó chỉ có 28 knot thôi, tức là khoảng 52 cái số một giờ mà thôi. Thì đó là chiếc hạm đầu tiên của Trung Cộng, và hiện nay nó đang xây dựng, nó đang build một cái hàng không mẫu hạm mà có thể là đến năm 2025 gì đó mới ra đời. Nhưng mà quý vị nhớ là Hoa Kỳ hiện nay là có 11 cái hàng không mẫu hạm loại lớn, chứ không phải loại như cỡ Liêu Ninh đâu, đang hoạt động trên các đại dương. Ngoài ra thì còn có 3 mẫu hạm nhỏ và 9 chiếc chiến hạm cũng có thể chở được máy bay, tức là về phía Hoa Kỳ. Thì người ta mới phán đoán xong, người ta mới nói rằng là tại vì cái Liêu Ninh khi mà Liên Xô nó xây dựng cái này á, nó tạo cái hàng không mẫu hạm này là chỉ để dùng để mà huấn luyện nó thôi, chứ không phải là để mà tham chiến. Bởi vì như vậy cho nên nó có nhiều cái giới hạn về cái cấu trúc và những cái khuyết điểm, và nó không thể cải biến gì thêm được nữa. Đấy, thì ngay trên cái báo của Tân Hoa Xã của Trung Cộng, rồi Nhật báo chính thức quân đội giải phóng Trung Hoa cũng nói những cái điều đó, và họ cũng cho biết rằng cái hàng không mẫu hạm này thuộc thế hệ thứ 3 ở trong các loại chiến hạm. Và hiện nay thưa quý vị, nói về cái máy bay trên hàng không mẫu hạm thì hiện nay Trung Cộng đang xài cái loại J-15, nó bắt chước từ cái loại Sukhoi 33 của Nga, nó lại đáp trên cái phi đạo dài và cất, nó không thể cất cánh thẳng như là các phi cơ tàng hình F-35 của Mỹ. Bởi vì vậy cho nên trên cái hàng không mẫu hạm này đối với nó, đó là một điều rất là chật vật. Và mới đây thì khi mà các cái cuộc thao dượt mà Trung Cộng nó đưa hàng không mẫu hạm nó đến, chẳng qua là nó đến để mà phô trương mà thôi, và nó cũng giúp để cho thực tập cái khả năng phối hợp của hải đoàn của Trung Cộng mà thôi, chứ thực sự nó không có khả năng tác chiến đó thưa cô. Vâng thưa ông, sau đây thì Mai Ly xin được mời ông quay về lại phía bên Tây. Thưa ông, trong cái thời gian vừa qua, chúng ta được biết rằng những cái thành phố như là bên Pháp, bên London, thì cái sự kiểm soát súng ống của họ rất là chặt chẽ. Và tuy vậy, nhưng mà cái sự gọi là giết người ở thành phố London càng ngày càng gia tăng. Thì thưa ông, xin ông vui lòng giải thích cho quý vị thính giả, không có súng như vậy giết bằng cái gì thưa ông? Vâng thưa cô, trong thời gian chưa đầy 4 tháng đầu năm 2018 thì tại thành phố London đã có hơn 50 vụ giết người, mà trong đó có nhiều liên quan đến bọn băng đảng. Và trong tháng 12 của năm trước thì 15 vụ, và trong tháng 3 vừa rồi, trong tháng 2 thì 15 vụ, và trong tháng 3 là 22 vụ. Thì quý vị biết là cái tình hình tại London mà giết người nó nguy ngập hơn tại thành xảy ra tại thành phố New York nữa. Bởi vì vậy cho nên vừa rồi ông thị trưởng London là ông Sadiq Khan, ông này là một người Hồi giáo gốc Pakistan, ông làm thị trưởng của thủ đô London, thì ông đã đề nghị là kiểm soát gắt gao việc dùng dao, bởi vì ông cho rằng là hiện nay là tại London thì người ta giết người bằng dao. Thì có thể nói là bây giờ đó, cái dao bên Anh á, cái luật của bên Anh á, là chỉ được, không được mang cái dao dài trên 3 inches, tức là 3 inches quý vị biết là chỉ có 75 cm thôi, chưa tới một tấc. Con dao mà chỉ có 3/4 của một tấc thôi là đã cấm mang.
Và nếu mà mang ra ngoài công cộng là coi như có thể bị phạt tới 4 năm tù cộng thêm những cái khoản phạt tiền khác. Đấy, thì luật của Anh họ không chấp nhận việc dùng dao để tự vệ. Và tòa cũng có quy định, một số quy định cho phép mang dao trong những trường hợp nào, ví dụ như là đi trình diễn một cái gì đó, hay là đi trưng bày, hay là để làm cái gì đó mà cần dao thì có được phép mang dao trong những cái điều kiện đó mà thôi. Thì tôi thấy rằng là bây giờ giết người bằng súng thì cấm súng, rồi giết người bằng dao cấm dao, thì tôi không biết là đến ngày nào đó thì bên Anh lại cấm dùng kềm, dùng búa, dùng kéo, dùng cuốc, dùng xẻng, bởi vì những cái thứ đó cũng giết người được. Rồi có lẽ là một ngày nào đó tôi trở lại cái thời đại đồ đá, tức là tất cả mọi thứ dùng là bằng đá chứ không được bằng kim loại nữa. Thì thưa quý vị, nó buồn cười quá, thành ra cái chuyện gì cũng phải chấp nhận ra tất cả mọi thứ đều có thể làm vũ khí giết người. Mà muốn mà ngăn cản được cái gì giết người thì phải ngăn cản từ cái đầu óc của con người, cái ý muốn giết người, cái đó mới là chính mà thôi. Thì cũng cái ông Sadiq Khan này, ông đã từng nói rằng là những cái việc mà xảy ra khủng bố Hồi giáo, xảy ra giết người bên các thành phố Âu Châu, ông coi đó là một cái chuyện thông thường thôi cô. Tức là ông này là ông tốt Hồi giáo, thật bao che cho Hồi giáo đó thôi cô. Vâng thưa ông, Ali cũng thấy tức cười thật. Con dao mà có 3 inch thì thường thường, thưa quý vị, con dao 3 inch ở nhà mình đó là mình thường thường mình gọt cam, gọt táo là mình dùng cái loại cam mà cái lưỡi, con dao cái lưỡi khoảng 3 inch mà giờ cái đó cũng cấm mang ra đường là bị bắt. Không biết nói gì hơn. Vâng thưa ông, sau đây thì xin ông quay về lại nội địa của Hoa Kỳ. Thưa ông, dựa theo cái bản tường thuật mới nhất của phía bên Bộ Di trú, thì năm 2017 đã có một số người Việt Nam bị trục xuất về Việt Nam. Chuyện này có đúng hay không ạ? Vâng thưa cô, điều đó đúng. Nhưng mà không phải là người Việt Nam bị trục xuất về Việt Nam. Thưa cô, chuyện đó là sai. Đây là những người Việt Nam sinh sống tại Mỹ chưa hợp thức hóa, tức là chưa có quốc tịch, chưa có thẻ xanh, và đặc biệt những người là những người can tội hình sự chứ không phải là người bình thường, người lương thiện. Thì trong năm 2017 có 71 người đã bị trục xuất, và lợi dụng cái việc này cho nên cái ông Ted Osius, tức là cái ông cựu đại sứ Hoa Kỳ, cái ông mà gay đó, ông mà trước đây đã từng cấm không cho mình đeo những cái biểu hiện mà có lá cờ vàng vào trong cái phòng họp của ông đó, thì ông này đã lên tiếng phản đối, và ông cho rằng ông từ chức cái chức đại sứ tại Việt Nam để phản đối chính sách của Hoa Kỳ đuổi người Việt Nam về. Thì cái điều này thưa quý vị hoàn toàn sai, bởi vì cái việc mà bổ nhiệm ông đại sứ là thường thường do ông tổng thống mới lên bổ nhiệm. Và dĩ nhiên ông tổng thống phải chọn những cái viên chức cao cấp, ví dụ như các bộ trưởng, nhất là bộ trưởng ngoại giao, phải là người nói cái tiếng nói của mình, chứ không thể ông tổng thống Trump mà chọn một ông đại sứ nói tiếng nói của ông Obama được. Cho nên đó, không trước thì sau, thì các ông đại sứ tại các nước đều phải rút về và bổ nhiệm ông đại sứ mới là người mà đại diện cho chính mình ở tại đó, tức là ông tổng thống tại đó. Thì cái việc đó cho nên là ông Ted Osius thì không cần từ chức, thì ông cũng bay chức, trước sau thì cũng bay chức, cái đó là việc đương nhiên, cho nên ông nói ông từ chức để cho nó oai mà thôi. Thưa quý vị, thì theo cơ quan ICE đó, thì hiện nay trong danh sách bị trục xuất có là người Việt Nam có là 8.600 người, và trong đó thì có 7.821 người đã bị kết án hình sự, tức là có phạm tội phạm pháp hình sự. Và trong trước đây một năm, năm 2016 thì có 35 người đã bị trục xuất rồi. Và năm trước nữa, năm 2015 thì có 32 người trục xuất. Thưa quý vị, xin nhắc lại, những người này không phải là những người Mỹ gốc Việt chưa tải, mà họ chỉ là những người Việt coi như tạm trú, chưa hợp pháp tại Hoa Kỳ. Có thể là di dân lầu, có thể là di dân đến nhưng mà chưa có thể tranh, hoặc là có thể là du học sinh. Đại khái tức là họ chưa phải là công dân Hoa Kỳ. Đấy. Bởi vì khi mà họ can tội hình sự thì thưa quý vị, không phải Hoa Kỳ mới trục xuất, mà bất cứ ở nước nào người ta cũng sử dụng cái luật như vậy cả. Bởi vì không ai muốn cho những cái thành phần xấu ở trong trở thành công dân của trong nước mình cả. Và những cái người này khi mà họ đến Hoa Kỳ thì chúng ta cũng thông cảm, ai muốn đến Mỹ cũng như chúng ta thôi, muốn đến để có một cuộc sống tốt đẹp cho tương lai con cái. Nhưng mà khi đến thì phải chấp nhận cái luật pháp, làm ăn chí thú để mà nhập tịch. Chứ nếu mà cứ tiếp tục mà làm đến để mà vi phạm những cái tội hình sự thì đương nhiên là bất cứ nước nào cũng phải trục xuất mà thôi.
Cái điều đó là rõ ràng. Thì nhân đây tôi cũng xin nói qua cái vấn đề di dân, thì cũng xin nhắc lại là tuần trước tôi có nói ông thống đốc California có hứa là cho 400.000 lính, rồi sau đó ông rút lui, ông không đưa lính nữa, và mới nhất thì ông lại đổi ý, là coi như ông đổi ý như con trống chấm chấm vậy đó. Bây giờ thì ông lại đồng ý đưa đưa 400 quân nữa. Rồi lại thêm một cái tin buồn, tức là cái thành phố Albuquerque của ông Đoàn Trọng Hiếu đó, thuộc tiểu bang New Mexico, hiện nay đã trở thành một cái thành phố bao che di dân bất hợp pháp rồi, đã chính thức rồi. Rồi nhưng mà ngược lại cũng có tin vui là có nhiều thành phố và cái county ở tại California bây giờ họ gia nhập vào cái vụ kiện kiện lại cái tiểu bang về cái vấn đề bao che di dân bất hợp pháp. Mà mới nhất chúng tôi biết là ví dụ như có thành phố Newport Beach, rồi có thành phố Los Alamitos và cái county San Diego. Thì thưa cô, đó là những cái vấn đề di dân. Và có lẽ cái tin cuối cùng mà là một tin buồn, đó là bà cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush, tức là vợ của ông Tổng thống George H.W. Bush, đã vừa qua đời tại tư thất ở tại Houston. Bà này hưởng thọ 92 tuổi. Và những năm gần đây quý vị cũng biết bà phải ra vào bệnh viện do những cái bệnh gọi là COPD, rồi cái bệnh về tim. Nhưng mà cái tuần cuối cùng của bà thì gia đình đã không đưa bà vào bệnh viện nữa, bởi vì muốn bà để ở với gia đình, chung với gia đình trong những cái giờ phút cuối cùng bên chồng với các con cháu. Thì chúng tôi nhân đây cũng xin là gửi đến cái tin buồn này cho quý vị, bởi vì bà Bush là một người rất là nổi tiếng và một người rất là đàng hoàng đứng đắn, mà tất cả gần như tất cả.